đừng xét đoán. Matthew chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Xin kính chào ông bà anh chị em. Hôm nay là thứ hai, tuần thứ 12 mùa thường niên. Hội Thánh mời gọi chúng ta cùng nhau suy niệm Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Đừng xét đoán. Trình thuật Tin Mừng này được đặt sau bài giảng trên núi, sau chính phản đề mà Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật, luật đức ái trọn hảo. Và hôm nay, giáo huấn của Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và tất cả những ai tin và đi theo Ngài đừng xét đoán tha nhân. Tại sao Chúa Giêsu lại lên tiếng mời gọi như vậy? Vâng, thưa ông bà anh chị em, bởi vì Chúa Giêsu sống hoàn toàn theo giáo huấn của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa như lời Thánh Vịnh chép, Thiên Chúa không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, nhưng chỉ theo chính trực công minh mà thôi. Con người chúng ta là những hữu thể nhân linh, nhưng những hữu thể ấy sinh ra trong sự tội, nhiễm tội, bất toàn, yếu đuối, phản bội. Nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo cả, thưa ông bà anh chị em. Chính vì điều đó mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và chúng ta đừng lên án, đừng xét đoán anh em mình. Thiên Chúa không xét đoán chúng ta. Ngài mở lòng, mời Ngài mở lượng hải hà, nhân từ bao dung. Kinh nghiệm sau những lần chúng ta yếu đuối, sa ngã, phạm tội, chúng ta đến với Chúa và chúng ta cảm nhận ơn tha thứ của Chúa, cho chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa không xét đoán chúng ta. Ngài chỉ mời gọi chúng ta từ bỏ những thói hư tật xấu, từ bỏ sự gian ác, gian dối nơi con người của mình, để trở về với căn tính Kitô hữu của mình. Mà Thiên Chúa không xét đoán chúng ta thì chúng ta là ai mà chúng ta dám xét đoán anh em mình? Nếu chúng ta nhìn vào sâu trong trái tim, trong tâm hồn mình, chúng ta thấy mình hoàn thiện, chúng ta thấy mình tốt đẹp, thì chúng ta hãy lên án anh chị em chúng ta. Còn nếu như chúng ta thấy vẫn còn đó những thói hư tật xấu, những tội lỗi, những vấp phạm, thì chúng ta hãy mở lượng nhân từ, bao dung với anh em chúng ta. Chính Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh, cái xà và cái rác. Cái rác nhỏ hơn cái xà nhiều lắm. Và Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta xét đoán tha nhân thì chúng ta rơi vào trong trường hợp là một cái xà rất lớn ở trong mắt chúng ta. Chúng ta không thấy, chúng ta không chịu lấy ra, thì làm sao chúng ta có khả năng để thấy được cái rác nhỏ hơn trong con mắt của người anh em mình? Chính vì vậy Chúa mời gọi chúng ta, trước hết muốn xét đoán anh em mình thì phải lấy cái xà ở trong mắt của mình ra đã, rồi mới có khả năng thấy, góp ý với anh em, với tha nhân. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã đến để nêu gương cho chúng con bài học về đức bác ái, về lòng quảng đại, bao dung, nhân từ, không xét đoán những người tội lỗi, không kết án những người tội lỗi. Chúa chỉ mời gọi chúng con từ bỏ những hành vi gian ác, quay trở về và đừng phạm tội nữa. Xin cho chúng con nhìn anh em của mình với ánh mắt của Chúa,
với trái tim đầy yêu thương của Chúa, với thái độ bao dung niềm nở của Chúa, để chúng con đón nhận anh em, sửa lỗi anh em chúng con, những ai vấp phạm đến chúng con. Và đôi khi chúng con cũng làm cho tha nhân phải đau khổ buồn phiền vì những giới hạn, vì những yếu đuối của chúng con. Xin Chúa tha thứ. Lạy Chúa, trong quá khứ nhiều lần chúng con đã xét đoán anh em mình một cách vô tội vạ, trong khi chúng con còn xấu xa, còn bất toàn hơn anh em nữa. Lạy Chúa Giêsu Kitô là đứng cứu độ chúng con. Xin Chúa ghé mắt nhân từ, xót thương và tha thứ cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con càng ngày nên giống Chúa hơn về thái độ, về cách cư xử, về lời nói và việc làm.